Nguyễn Thị Thoa bị bắt khẩn cấp. Công an thành phố Bắc Ninh vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thoa, 31 tuổi, vì hành vi chống đối, hất đổ bàn làm việc của tổ kiểm tra khi kiểm tra ô nhiễm môi trường. Công an thành phố Bắc Ninh vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thoa, 31 tuổi, ngụ tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Thoa đã gây rối trong quá trình tổ kiểm tra làm nhiệm vụ xử lý vi phạm liên quan đến ô nhiễm môi trường tại làng nghề giấy Phong Khê. Cụ thể, vào ngày 30 tháng 9, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tình hình ô nhiễm môi trường tại làng nghề này. Khi tổ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, đã có tình trạng người dân tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự. Một số đối tượng quá khích không chỉ có những lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng mà còn cản trở quá trình làm việc. Đặc biệt, một số người còn sử dụng mạng xã hội để livestream, phát ngôn sai sự thật, gây kích động và tạo dư luận tiêu cực. Công an thành phố Bắc Ninh thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thoa, ảnh CTTDT tỉnh Bắc Ninh. Trong quá trình này, đối tượng Nguyễn Thị Thoa đã có hành vi chống đối nghiêm trọng. Thoa không chỉ tham gia kích động mà còn hất đổ bàn làm việc của tổ kiểm tra khi họ đang lập biên bản xử lý vi phạm. Hành động của Thoa được đánh giá là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, dẫn đến việc Công an phường Phong Khê phối hợp với cơ quan điều tra Công an thành phố Bắc Ninh tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng. Lệnh bắt giữ đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những cá nhân có hành vi xúc phạm lực lượng công an và tổ công tác, từ đó hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. Công an thành phố Bắc Ninh cũng cảnh báo người dân không nên tham gia hoặc cổ vũ các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự địa phương.